Thầy chào mấy em. Tiết học hôm nay là tiết tổng kết chương 1. Tuần này là tuần 11. Và tuần 12 là các em kiểm tra giữa kỳ 1. Nội dung của tiết tổng kết chương hôm nay thì gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thầy sẽ hệ thống hóa lại các kiến thức các em đã học. Các công thức từ chủ đề 1 đến chủ đề định luật Jourdain. Và sau khi hệ thống hóa kiến thức xong, thầy sẽ cho các em xem một số công thức của toàn bộ chương 1. Và các em có thể dựa vào cái sơ đồ đó để các em ôn tập, kiểm tra giữ gì. Phần thứ hai là một số bài tập điển hình vận dụng các công thức về định luật ô, về đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song, các công thức về công suất, điện năng và định luật Schrödinger. Thì chương 1 là chương điện học. Thì trong chương này, thầy chia ra một số nội dung kiến thức như sau. Nội dung thứ nhất là điện trở. Và điện trở thì thầy chia ra làm hai phần, là công thức xác định điện trở bằng thực nghiệm, tức là bằng thí nghiệm. Từ những cái thí nghiệm đó, người ta đưa ra được cái công thức xác định điện trở của dây dẫn. Và công thức thứ hai là công thức xác định điện trở của dây dẫn hình trụ, là công thức điện trở phụ thuộc vào các yếu tố chiều dài, tiết diện và vật liệu của dây. Và trong khi làm bài tập thì các em có thể kết hợp hai công thức này. Nội dung thứ hai là định luật ô. Phần thứ nhất là nội dung của định luật. Và đặc biệt là người ta đã vận dụng định luật ô vào thực tiễn, đó là việc thay đổi cường độ dòng điện. Và cái thiết bị mà để thay đổi cường độ dòng điện vận dụng rất điển hình của định luật ô đó là biến trở. Nội dung thứ ba là định luật ô được áp dụng cho các loại đoạn mạch. Và các em đã học hai đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch mắc song song. À, như vậy, ở cái nhánh bên trái các em thấy thì thầy chia ra làm ba nội dung: điện trở, định luật ô và các đoạn mạch vận dụng của định luật ô. Và nội dung kiến thức của những nội dung này, của những phần này, là phần nền tảng để các em tiếp tục học những cái khái niệm như là công suất, như là điện năng, như là định luật Joule. Như vậy, nhánh ở bên phải thì chia làm ba nội dung. Nội dung thứ nhất là công suất, khái niệm về công suất, định nghĩa các công thức tính công suất. Nội dung thứ hai, điện năng, công của dòng điện, khái niệm công của dòng điện, các công thức tính điện năng cũng như đơn vị của công dòng điện. Và nội dung thứ ba của nhánh này đó là định luật Joule-Lenz, nội dung của định luật và những công thức của định luật. Như vậy, khi các em ôn tập thì qua cái sơ đồ này thì các em sẽ nắm được các kiến thức, các nội dung kiến thức nó liên quan chặt chẽ với nhau. Và bây giờ thầy sẽ đi vào chi tiết từng nội dung một. Đối với điện trở của dây dẫn thì từ thực nghiệm, người ta làm thí nghiệm, người ta thay đổi hiệu điện thế U, người ta thấy rằng cường độ dòng điện cũng thay đổi. À, nhưng người ta nhận xét được là cường độ dòng điện nó tỷ lệ thuận với hiệu điện thế U, và cái thương số U trên I có giá trị không đổi đối với mỗi dây dẫn, và người ta gọi cái thương số U trên I là điện trở của dây dẫn. À, như vậy công thức này
được rút ra từ thực nghiệm. Dùng công thức này để tính điện trở của dây dẫn khi biết hiệu điện thiếu U và cường độ dòng điện đi qua dây dẫn. Trong đó U là hiệu điện thế, đơn vị là vôn. I là cường độ dòng điện, đơn vị là ampe. Và R là điện trở, đơn vị là ohm. Công thức thứ hai là công thức điện trở dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố. Công thức R bằng rho L trên S. Trong đó R điện trở, đơn vị là ohm. Rho là điện trở xuất phụ thuộc vào vật liệu của dây dẫn, đơn vị là ohm mét. L là chiều dài của dây dẫn, đơn vị là mét. S là tiếp diện của dây dẫn, đơn vị là mét vuông. Thì qua công thức này mình có thể hiểu được gì? Là điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài L của dây dẫn, tỷ lệ nghịch với tiếp diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Và khi sử dụng công thức này, em cũng biết, cũng nên biết cách biến đổi, cách tìm rho, cách tìm L, cách tìm S. Một cái công thức mà thầy đã gợi ý để mà dễ suy ra đó là R nhân S bằng rho nhân L. Em sử dụng công thức đó, em suy ra dễ hơn. Như vậy ta sang được cái nội dung thứ nhất. Ta qua nội dung thứ hai là định luật ohm. Phát biểu định luật. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. Và qua cái nội dung này em thấy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không những phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn mà còn phụ thuộc vào điện trở của dây. Và công thức để mô tả định luật này là I bằng U chia R. Về vận dụng của định luật, người ta muốn làm thay đổi cường độ dòng điện thì cái cách tốt nhất là người ta giữ nguyên hiệu điện thế và người ta thay đổi R. Và để thay đổi điện trở dây dẫn thì cái dụng cụ đơn giản tự nó có thể điều chỉnh được điện trở, đó là biến trở. Như vậy biến trở là gì? Biến trở dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. Đó là cái vai trò quan trọng nhất của biến trở. Và điều chỉnh cường độ dòng điện bằng cách nào? Bằng cách thay đổi trị số điện trở của nó thông qua việc di chuyển con chạy của biến trở. Thì cái phần cấu tạo cũng như là hoạt động của biến trở em xem kỹ lại bài. Trên biến trở thường có ghi hai số. Số ghi thứ nhất chỉ giá trị điện trở lớn nhất của biến trở. Và số ghi thứ hai là cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở. Và trong sơ đồ mạch điện cũng như là cách vẽ biến trở trong một sơ đồ mạch điện, cách ký hiệu biến trở thì ta nhớ lại cái ký hiệu và cũng như là cái sơ đồ. Để điều chỉnh cường độ dòng điện qua một thiết bị nào mà phải dùng biến trở thì ta phải mắc biến trở nối tiếp với thiết bị đó. Ví dụ ta muốn điều chỉnh độ sáng của đèn, tức là điều chỉnh cường độ dòng điện qua đèn, thì ta phải mắc biến trở nối tiếp với đèn. Đó là nội dung thứ hai. Và nội dung thứ ba là định luật ohm được áp dụng cho hai đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. Và khi các em ôn tập thì ta nhớ trong mỗi đoạn mạch các em nên liệt kê đặc điểm về cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương đối với hai đoạn mạch để các em thấy được cái sự khác nhau. Đối với đoạn mạch nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị như nhau tại mỗi điểm, cho nên ta có I bằng I1 bằng I2. Nhưng ngược lại ở đoạn mạch song song, I bây giờ người ta gọi là cường độ dòng điện qua mạch chính. Đối với đoạn mạch song song là đoạn mạch gồm có nhiều mạch rẽ. Gồm có nhiều mạch rẽ. Ở đây ta nói hai mạch rẽ. Đó là mạch rẽ R1 và mạch rẽ R2.
Như vậy cường độ dòng điện mạch chính là Y bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ. Đặc điểm thứ hai, đối với động mạch nối tiếp, hiệu điện thế động mạch bằng tổng các hiệu điện thế của mỗi điện trở. Nhưng ở động mạch song song, hiệu điện thế động mạch bằng hiệu điện thế mỗi mạch rẽ. Cuối cùng là điện trở tương đương của động mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần. Ở động mạch song song thì nghịch đảo điện trở tương đương bằng tổng nghịch đảo các điện trở thành phần. Thì nhìn vào hai công thức này, em thấy một cái nhận xét dễ thấy nhất là đoạn mạch nối tiếp điện trở tương đương bao giờ cũng lớn hơn điện trở thành phần, tại vì nó bằng tổng R1 R2. Nhưng ở đoạn mạch song song, điện trở tương đương luôn luôn bé hơn điện trở thành phần. Và khi khem tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch, nếu chỉ có hai điện trở R1, R2 mắc song song, thì khem nên chọn công thức R tương đương bằng tích R1, R2 chia cho tổng R1, R2. Và khem sẽ thực hiện phép tính dễ hơn. Chừng nào mà trong đoạn mạch mà gồm có ba điện trở mắc song song, thì ta mới dùng cái công thức tổng quát 1 phần R bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2 cộng 1 phần R3. Hoặc là muốn tìm điện trở thành phần của đoạn mạch song song, tức là muốn tìm R1 hoặc R2, thì ta cũng dùng công thức 1 phần R bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2. Đó, thì các em nhớ. Còn cái công thức R bằng R1 nhân R2 chia R1 cộng R2 là công thức dùng để tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch chỉ có R1, R2 mắc song song. Như vậy ta đã qua nội dung thứ ba. Nội dung thứ tư về công suất. Định nghĩa công suất của dòng điện hoặc là công suất tiêu thụ của một dụng cụ điện hoặc một đoạn mạch. Tức là cái định nghĩa này được áp dụng khi ta nói đến công suất tiêu thụ của bóng đèn, của bếp điện, tức là của dụng cụ điện, hoặc ta muốn nói đến công suất tiêu thụ của điện trở R1, R2 trong một cái đoạn mạch nối tiếp hoặc song song. Và công suất này thì bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó hoặc đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua nó. Về công thức thì ta có một công thức chính là T bằng U nhân Y. Trong đó T là công suất, đơn vị là watt, đơn vị này các em đã biết ở lớp 8. U là hiệu điện thế, đơn vị là vô. Và Y là cường độ dòng điện, đơn vị là ampere. Ngoài ra, từ định luật Ohm, ta có thể chứng minh được hai công thức khác của công suất bằng cách khen áp dụng Y bằng U chia R. Nếu ta thay U bằng Y nhân R, ta giữ nguyên Y, ta thay vào công thức, thì ta được P bằng Y bình nhân R. Ngược lại, nếu ta giữ nguyên U và ta thay Y bằng U chia R, ta cũng thay vào công thức P bằng U nhân Y, thì ta được công thức thứ hai là P bằng U bình chia cho R. Như vậy ta có ba công thức tính công suất, và tùy theo điều kiện của bài tập mà em chọn công thức nào phù hợp nhất. Công thức dễ áp dụng nhất là công thức P bằng U nhân Y. Tuy nhiên, khi tính điện trở của bóng đèn, của bếp điện, thì thường trên những dụng cụ đó người ta đều có ghi số volt và số watt, tức là đó là U và P, thì các em chọn công thức số 3, P bằng U bình chia R. Từ đó các em suy ra R bằng U bình trên B là công thức thường dùng để tính điện trở của các thiết bị điện, của dụng cụ điện. Nội dung thứ năm là điện năng công của dòng điện. Công của dòng điện là gì? Công dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch
là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. À, như vậy các em biết khi các thiết bị điện hoạt động, tức là nó nhận được điện năng và điện năng này được biến đổi thành các dạng năng lượng khác. Trong đó có phần năng lượng có ích và phần năng lượng vô ích. Như vậy là ta đã học cái công thức tính hiệu suất liên quan đến cái phần năng lượng có ích và năng lượng vô ích. Về công thức thì công của dòng điện được xác định bằng công thức A bằng T nhân T. Từ công thức công suất của lớp 8 các em học, công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một giây, P bằng A chia T, suy ra A bằng T nhân T. À, như vậy người ta cũng vận dụng vào trong bài này, trong cái nội dung này, tức là người ta sẽ tính công dòng điện bằng công suất của dòng điện nhân cho thời gian. Đó là công thức thứ nhất. Công thức thứ hai là A bằng UIT. À, như vậy công thức số 2 là từ P bằng U nhân Y, em thay vào được công thức số 2. Tuy nhiên, các em thấy ở công thức số 1, công của dòng điện hay là điện năng chỉ sai biệt với công suất bởi cái thời gian T, A bằng T nhân T. Như vậy nếu ta thuộc các công thức của công suất, các em thay vào công thức số 1 thì ta đã được các công thức tính công. À, như vậy ta có bốn công thức tính công: A bằng P nhân T, A bằng UIT, A bằng Y bình RT và A bình U bình chia R nhân T. Về đơn vị, từ công thức số 1, nếu P tính bằng watt, T tính bằng giây, thì công dòng điện hoặc là điện năng tính bằng joule, một joule bằng một watt giây. Từ công thức số 2, nếu U tính bằng vôn, Y tính bằng ampere, T tính bằng giây, thì A cũng tính bằng joule, một joule bằng một vôn ampere giây. Thì ta chú ý về cái đơn vị. À, những cái đơn vị này nó phải đi với nhau. Đơn vị của công là joule thì P phải tính bằng watt, thời gian phải tính bằng giây. Như vậy nếu người ta cho kilowatt, người ta cho thời gian là phút thì em phải đổi về đúng watt giây. Ngoài ra trong thực tế người ta còn dùng một cái đơn vị khác để tính công dòng điện hay là tính điện năng, đó là kilowatt giờ. Đây là cái đơn vị mà thực tế người ta thường hay sử dụng. Người ta thấy là mỗi tháng nhà mình có một hóa đơn tính tiền điện và trên hóa đơn đó thể hiện cái con số số kilowatt giờ, đó chính là điện năng tiêu thụ của gia đình trong một tháng. Kilowatt giờ là đơn vị của công, như vậy nó cũng có liên hệ với joule. Như vậy muốn đổi từ kilowatt giờ ra joule thì em nhìn vào cái đơn vị này, một joule sẽ tương ứng bằng một watt nhân cho giây. Như vậy nếu là kilowatt giờ thì em đổi kilowatt ra watt, giờ ta đổi là giây. Như vậy một kilowatt giờ bằng bao nhiêu? Một kilowatt đổi ra watt là 1.000 watt, một giờ đổi ra giây là 3.600 giây. Như vậy ta lấy 1.000 nhân cho 3.600 thì sẽ bằng 36 nhân 10 mũ 5 joule. À, như vậy khi đi tính điện năng theo công thức thì có thể tính theo đơn vị là joule hoặc kilowatt giờ. Và khi nào tính theo đơn vị kilowatt giờ thì xem tiếp cái phần này nói. Để đo công của dòng điện hoặc đo điện năng thì người ta dùng công tơ điện. Như vậy mỗi số đếm của công tơ điện cho ta biết điều gì? Cho ta biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kWh. À, ví dụ số đếm trên công tơ điện của gia đình mình sau một tháng
số điểm nó là 500. Như vậy tương ứng điện năng đã được sử dụng là 500 kWh. Và khi ta tính số đếm công tơ điện hoặc là những cái bài toán tính tiền điện thì ta làm như thế nào? Thì các em sẽ tính A, tại vì tính tính điện năng tiêu thụ tức là tính A, và phải tính bằng đơn vị kWh. Tại vì mỗi số đếm là 1 kWh, như vậy hỏi bao nhiêu số đếm thì ta phải biết bấy nhiêu kWh. Như vậy ta phải tính bằng đơn vị kWh, tức là phải tính điện năng tiêu thụ. Và tính bằng công thức nào? Các em sẽ tính bằng công thức A bằng P nhân T. Tại vì chỉ có công thức này mới thể hiện được đơn vị kWh. Lúc này P tính bằng kW và T tính bằng giờ. Các em không sử dụng công thức A bằng UIT để tính số đếm công tơ hoặc là tính tiền điện. Không được dùng đơn vị joule để tính tiền điện. Thì chú ý cái chỗ này. Nhớ. Nội dung thứ 6, định luật Joule-Lenz. Ta phát biểu định luật. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Về công thức, Q bằng I bình RT, trong đó Q là nhiệt lượng tỏa ra. Ví dụ khi ta đun nước bằng một cái ấm điện, sở dĩ nước trong ấm nóng lên được là do dây dẫn ở trong cái ấm điện nó đã nóng lên khi có dòng điện chạy qua và nó đã tỏa ra một nhiệt lượng để làm cho nước nóng lên và nó sôi. Và cái nhiệt lượng do dây dẫn trong bếp trong ấm tỏa ra bằng I bình RT. Định luật Joule-Lenz được áp dụng nếu trong trường hợp toàn bộ điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng. Thì những thiết bị nào và toàn bộ điện năng khi hoạt động chuyển hóa thành nhiệt năng, đó là nồi cơm điện, bếp điện, ấm điện, mỏ hàn điện, vân vân. Thì lúc này theo định luật bảo toàn năng lượng ta có A bằng Q, tại vì toàn bộ điện năng được chuyển hóa sang nhiệt năng, bằng UIT, bằng U bình chia R nhân T, bằng P nhân T. Như vậy, nói tóm lại, đối với những thiết bị điện mà khi hoạt động toàn bộ điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng thì ta có thể tính nhiệt lượng tỏa ra bằng 4 công thức: I bình RT, UIT, U bình chia R nhân T và P nhân T. Trong đó Q là nhiệt lượng tỏa ra, I là cường độ dòng điện, đơn vị là ampere, R là điện trở, U là hiệu điện thế, đơn vị vô, P là công suất, đơn vị watt, và T là thời gian, đơn vị giây. Tất cả các công thức này đều, các đại lượng trong công thức này đều có đơn vị đi kèm. Thường thì không bao giờ người ta tính nhiệt lượng tỏa ra theo đơn vị kWh, người ta tính theo đơn vị là joule. Cho nên là nhớ công suất kèm phải tính bằng watt và thời gian phải tính bằng giây. Nó khác với cái dạng bài tập là tìm số đếm công tơ điện hoặc là tính tiền điện nha. Còn cái dạng bài tập mà tính nhiệt lượng tỏa ra thì em chú ý theo những cái đơn vị này. Như vậy là vừa rồi thầy đã nhắc lại một số nội dung kiến thức trọng tâm của chương và toàn bộ các công thức đi kèm theo. Và bây giờ thầy sẽ nói đến các công thức về điện trở dây dẫn. Thì ta có hai công thức tính điện trở, một là công thức thực nghiệm R bằng U trên I, hai là công thức điện trở dây dẫn hình trụ R bằng rho L trên S. Trong những trường hợp riêng,
Nếu các chỉ dẫn có cùng tiết diện và cùng vật liệu thì điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài R1 trên R2 bằng L1 trên R2. Hoặc nếu các chỉ dẫn có cùng chiều dài và cùng vật liệu thì điện trở tỷ lệ nghịch với tiết diện R1 trên R2 bằng S2 trên S1. Về định luật ôm thì ta có một công thức Y bằng U chia R. Nó là một công thức nhưng mà các em có thể vận dụng rất nhiều trong các đoạn mạch nối tiếp hoặc là song song. Đoạn mạch nối tiếp thì có ba tính chất về cường độ dòng điện, về hiệu điện thế và điện trở tương đương. Đoạn mạch song song cũng thế. Em phân biệt về công suất thì ta có những công thức nào: P bằng U nhân Y, P bằng Y bình R và P bằng U bình chia R. Về điện năng ta có A bằng P nhân T hoặc A bằng U Y T, A bằng Y bình RT hoặc A bằng U bình chia RT. Định luật Schrödinger: nếu toàn bộ điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng ở các thiết bị điện thì ta cũng có bốn công thức. Như vậy khi mà các em ôn học công thức để mà ta luyện tập phần bài tập thì các em nhìn cái bảng này thì đó là những cái công thức ở chương 1, và trong cái bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới chắc chắn là các em phải sử dụng. Thì đối với những em nào mà đã thường làm bài tập thì những cái công thức này em chỉ cần ôn qua, ôn nhanh để các em có thể thuộc. Còn những em mà các em không có thường làm bài tập hoặc là không có xem nội dung bài giảng của thầy thì những công thức này nó rất là khó, cho nên các em phải tập trung và cố gắng hơn. Thì sau khi đi qua cái nội dung thứ nhất của cái tiết tổng kết chương, phần thứ nhất là phần tóm tắt công thức, hệ thống hóa lại các kiến thức, thì ta sang phần thứ hai là thầy chia sẻ với nghe một vài cái ví dụ, một vài cái bài toán điển hình. Bài số 1, cho mặt điện như hình vẽ. Thì ta thấy cái mặt điện này là mặt điện mắc hỗn hợp. Ở mặt điện này gồm hai đoạn mạch mắc nối tiếp. Đoạn mạch thứ nhất là đoạn mạch AM. Đoạn mạch này chỉ có R1. Đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch MB là đoạn mạch gồm R2 và R3 mắc song song nhau. AMB kế nằm ở mạch chính. AMB kế A nằm ở mạch chính. Như vậy cái số chỉ AMB kế là cường độ dòng điện qua mạch chính. Cho biết hiệu điện thế của đoạn mạch MB bằng 3V. Tính hiệu điện thế UAB, giá trị điện trở R3 của B, điện trở tương đương của đoạn mạch AB, và câu C, công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB và công dòng điện sinh ra trên R2 trên R3 trong 2 phút. Thì những cái bài tập mà thầy chia sẻ này là thầy chỉ gợi ý. Gợi ý tức là thầy đưa ra các phương pháp, các bước để các em giải. Cho nên các em phải làm lại chi tiết từ cái việc tóm tắt đến cái việc ghi lời giải cho nó rõ ràng. Trước khi ta làm một cái bài tập về một cái mặt điện thì các em phải tìm hiểu về cái mặt điện. Các em phải biết được các điện trở được mắc với nhau như thế nào. Và số chỉ trên các dụng cụ nó đo cái đại lực nào. Thường thì đối với những cái bài tập về mặt điện, người ta cho cái UAB. Thì khi các em làm, em tính điện trở tương đương rồi tìm cái Y. Nhưng mà ở bài này, người ta không cho UAB mà người ta lại cho UMB, tức là cho hiệu điện thế của đoạn mạch song song. Như vậy muốn tìm UAB thì ta tìm sao? Thì ta nhìn vào để cái điều kiện đề bài cho. Người ta cho biết R1, R2
Như vậy trước hết ta phải có cái nhận xét là cường độ dòng điện qua R1, vì R1 nằm ở mặt chính nên I1 bằng IAB, tức là I mặt, và R1 nối tiếp với đoạn mặt MB, cho nên là I1 cũng bằng IMB, bằng 0,3 ampe. Đó là nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai là UMB là hiệu điện thế của đoạn mặt song song bằng hiệu điện thế mỗi mặt rẽ bằng U2 bằng U3 bằng 3V. Đó. Như vậy các em cứ liệt kê những giá trị nào bằng nhau, các em liệt kê trước. Như vậy ta sẽ tính gì trước? À, ta sẽ tính được hiệu điện thế ở hai đầu R1, tại vì có I1 có R1, ta tính trước. Kết quả bằng 6V. Rồi từ đây ta tính được gì nữa? Có U2 có R2. Như vậy ta thấy cái định luật Ohm được áp dụng rất cụ thể trong đoạn mặt, được áp dụng cho mỗi điện trở. Nhưng các em phải chú ý phải đúng thứ tự. U1 thì là I1R1, U2 thì là I2R2. Như vậy có U2 có R2 à, thì các em sẽ tính được I2 đó. Rồi bây giờ ta nhìn xem cái phần tính I2, để lát nữa ta tìm cái giá trị điện trở R3, thì đến đây các em có thể tìm được cái UAB rồi này. U1 ta có rồi, UMB ta cũng có rồi, và cái R1 với RMB nối tiếp nhau. Như vậy UAB sẽ bằng tổng hiệu điện thế U1 và UMB. Em thay số, ta tính được UAB bằng 9V. Rồi bây giờ ta sẽ tính cường độ dòng điện qua R2, tại vì ta muốn tìm R3. Nhớ khi ta tìm điện trở thì ta phải nhớ định luật Ohm. À, muốn tìm R3 thì phải có U3 và có I3. U3 ta có rồi, như vậy ta chỉ cần tìm thêm cái I3. Mà ở đây các em thấy I3 là I mặt rẽ, I2 cũng là I mặt rẽ, I1 là I mặt chính. Thì đối với đoạn mặt phát song song, I1 bằng tổng I2 và I3. À, như vậy nếu ta đã có I1, muốn tìm I3 thì ta phải tìm I2 trước. Như vậy I2 sẽ bằng UMB chia cho R2. R2 bằng 30. Như vậy I2 sẽ bằng 0,1 ampe. Từ đây ta tính được cường độ dòng điện qua R3. I3 bằng I1 trừ I2 bằng 0,3 trừ 0,1 bằng 0,2 ampe. Tính được điện trở R3 dễ dàng, áp dụng định luật Ohm. R3 bằng UMB chia cho I3, 3 chia 0,2 bằng 15 ohm. Xong câu A nha. Rồi bây giờ đến câu B. Tính điện trở tương đương của đoạn mặt AB. Bây giờ là của đoạn mặt AB thì như vậy là cũng theo định luật Ohm. À, muốn tìm RAB thì phải có UAB và IAB. UAB ta tìm rồi. IAB chính là I1, chính là số chỉ ở mấy kế. Như vậy ta dễ dàng tính được điện trở tương đương của đoạn mặt AB. RAB bằng UAB chia cho IAB bằng 30 ohm. Ở câu C, tính tiêu công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB thì ta nhớ lại có 3 công thức công suất, và công thức dễ nhất là P bằng U nhân Y. Như vậy nếu tính P của đoạn mạch AB thì nó phải đi với gì? UAB nhân cho IAB. À, ta kiểm tra lại xem UAB có rồi, IAB có rồi. Như vậy công thức để tính công suất, ta chọn công thức PAB bằng UAB nhân cho IAB, 2,7 W. Rồi tính công dòng điện sinh ra trên R2, R3 trong 2 phút. À, như vậy trước khi ta tính, ta phải đổi phút thành giây.
nha. Phút cần phải đổi là giây, thì 2 phút bằng 120 giây. Rồi bây giờ ta tính điện năng tiêu thụ bằng cách nào? A2 bằng U2I2T. Ta không chọn I2 bình phương R2 nhân T. Ta không chọn P nhân T mà ta chọn U2I2T vì U2 ta đã tính được. U2 chính là UMB. I2 ta đã có rồi. Đó. Vì vậy ta áp dụng công thức này thì ta sử dụng các kết quả mà ta vừa tìm được. Em không cần phải tìm thêm cái đại lượng khác. Hoặc là công thức này thì em dễ tính hơn. U2 bằng 3, I2 bằng 0,1, T bằng 120. Như vậy A2 bằng 36 joule. A3 cũng bằng U3I3T. Kết quả bằng 72 joule. Như vậy ta thấy ở bài này, mặc dù là một cái đoạn mạch mắc hỗn hợp, nhưng mà ta không cần phải tính điện trở tương đương theo R1, R2, R3. Và phần lớn là Ken thấy đều dựa vào định luật ô, đều dựa vào công thức định luật ô và tính chất của đoạn mạch nối tiếp đoạn mạch song song. Còn ở câu C là ta thuộc công thức thì Ken tính được hết. Ta sang nội dung của bài số 2. Cho mặt điện như hình vẽ, thì mặt điện này gồm có biếm trở và đèn mắt nối tiếp. Cho biết UAB bằng 12V. Bóng đèn D có ghi 6V 9W. 6V là hiệu điện thế định mức và 9W là công suất định định mức. Điều chỉnh cho điện trở của biếm trở RB bằng 12V. Tính điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua đèn. Câu B. Trong câu A thì người ta hỏi thêm là đèn có sáng bình thường không? Đây là một cái bài tập điển hình về hoạt động của các thiết bị điện. Thì ở đây, một bóng đèn mắc nối tiếp biếm trở và điều chỉnh giá trị điện trở biếm trở và người ta hỏi đèn có sáng bình thường không? Thì cũng có trong cái việc làm bài tập thì cũng rất nhiều em lúng túng cái chỗ mà kết luận đèn có sáng bình thường không và giải thích thì cũng còn nhiều em còn vướng cái chỗ này. Ở câu B, nếu điện trở biếm trở bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường, và câu C, khi đèn sáng bình thường tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB và công dòng điện sinh ra trên biếm trở trong 10 phút. Đây là phần gợi ý của thầy. Ta thấy về cách mắc thì nhìn vào đây ta hiểu được cái sơ đồ này cũng đơn giản là biếm trở và đèn mắc nối tiếp. Như vậy ta sẽ sử dụng các tính chất của đoạn mạch nối tiếp. Người ta hỏi mình là tính điện trở tương đương. Như vậy đã cho biết điện trở biếm trở bằng 12V. Như vậy ta cần phải tính thêm cái điện trở của đèn thì ta mới tìm được cái điện trở tương đương. Điều thứ hai là tính cường độ dòng điện qua đèn. Thì nhiều em sẽ làm theo cái cách là lấy P chia U, tức là lấy 9 chia cho 6. Đó là cường độ dòng điện qua đèn. Em nào làm theo cách như vậy là hoàn toàn sai. Vì sao sai? Vì người ta hỏi mình đèn có sáng bình thường không? Chứ người ta không cho biết biết rằng đèn sáng bình thường. Em nhớ lại cái bài học về công suất ý nghĩa số gì. Khi hiệu điện thế sử dụng của đèn đúng bằng hiệu điện thế định mức thì đèn sẽ tiêu thụ công suất bằng công suất định mức và sáng bình thường. Đó. Nếu thỏa mãn điều kiện đó thì đèn nó sáng bình thường. Còn ở câu A, người ta hỏi mình là đèn có sáng bình thường không? Tức là mình chưa biết hiệu điện thế của đèn bằng bao nhiêu volt. Tại vì cái 6V 9W này chỉ là những con số mà nhà sản xuất người ta ghi trên đó thôi.
Còn khi mắc vào mạch điện, thực tế U đèn bằng bao nhiêu volt mình chưa biết. Cho nên là không được tính Y đèn bằng P chi U. Chỉ được tính Y đèn bằng P chi U khi biết đèn sáng bình thường. Và ta sẽ tìm cường độ dòng điện bằng cách nào? À, bằng cách các em sử dụng định luật Ohm. Như vậy bước thứ nhất là ta đi tính điện trở của đèn như hồi nãy thầy nói. Dựa vào hai số ghi này, R đèn bằng U bình định mức chia cho P định mức. Kết quả thì bằng 4 ohm. Biết R đèn, biết R biến trở, ta tính được điện trở tương đương. Thì trước khi ta tính điện trở tương đương thì ta cũng nên tính qua cái Y định mức. À, thầy gọi cái này là Y định mức chứ không phải là cường độ dòng điện qua đèn. Cường độ dòng điện định mức để đèn sáng bình thường ta tính trước, để lát nữa ta dựa vào cái giá trị này ta mới kết luận, ta mới giải thích được. Như vậy Y định mức của đèn P chia U là 1,5 ampe. Đây, bây giờ ta mới đi tính điện trở tương đương RAB bằng R biến cộng R đèn. R biến bằng 12 ohm, R đèn bằng 4, RAB bằng 16 ohm. Rồi, ta muốn tìm cường độ dòng điện qua đèn hoặc là qua nội mạch thì các em phải dùng luật Ohm. IAB bằng Y đèn bằng UAB chia RAB bằng 0,75 ampe. Như vậy khi đèn gặp biến trở mắc rối tiếp vào hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua đèn bằng 0,75 ampe. Đây là cái cường độ dòng điện thực tế qua đèn. À, bây giờ ta muốn biết đèn có sáng bình thường không thì ta mới so sánh. Vì cường độ dòng điện qua đèn bằng 0,75 ampe, trong khi để đèn sáng bình thường nó cần cường độ dòng điện là 1,5 ampe. Như vậy do Y đèn bé hơn Y định mức, vậy đèn sáng yếu. Nếu Y đèn bằng Y định mức thì đèn sáng bình thường. Nếu Y đèn lớn hơn Y định mức thì đèn sẽ sáng mạnh và bị cháy bóng. Đó là ba cái trường hợp xảy ra. Cái phần người ta hỏi mình là vì sao, tức là qua cái phép tính này mình đã chứng minh được ha. Vậy là cái phần ở trên này là phần giải thích của mình bằng những con số đó, bằng phép tính đó. Câu B, điện trở biến trở bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Bây giờ ta mới chú ý này. Muốn cho đèn sáng bình thường, tức là điều kiện để đèn sáng bình thường là gì? Thì lúc đó cường độ dòng điện qua đèn phải đúng bằng cường độ dòng điện định mức. Cho nên nó bằng 1,5 ampe. Cũng là cường độ dòng điện qua mặt, vì đèn là biến trở mặt vô tiên. Như vậy có Y, có UAB, các em sẽ tính được điện trở tương đương của đoạn mạch khi đèn sáng bình thường bằng 8 ohm. Đến đây ta muốn tìm R biến, ta có cũng dùng công thức điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp. Ta lấy RAB trừ cho R đèn bằng 4 ohm. Đó, như vậy ta thấy hai câu A của B này nó ngược lại với nhau. Câu A là cho biết R biến, tính cường độ dòng điện. Câu B, cho biết cường độ dòng điện, tính lại điện trở của biến trở. Ở câu C, tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch thì ta dùng công thức PAB bằng UAB nhân cho IAB. Ở đây là IAB này ta phải lấy là 1,5 ampe, chứ không được lấy 0,75 ampe. Các em phải đọc kỹ câu hỏi. Người ta nói khi đèn sáng bình thường tính công suất tiêu thụ. Như vậy đèn sáng bình thường khi nào? Khi Y bằng 0,1,5 ampe. Ta phải nhớ lấy cái Y này bằng 1,5 ampe. Em thay vô tính được P bằng 18W. Công dòng điện sinh ra trên biến trở AB bằng Y bình RB nhân T. Y ta có rồi, RB ta có rồi. 10 phút kem đổi ra giây, 1,5 bình phương nhân 4 nhân cho 600
Kết quả là 5.400 joule. Như vậy ở bài 2 thì đề cập đến biến trở, cũng là một cái dụng cụ điện và bóng đèn liên quan đến hoạt động của đèn. Và phương pháp triển kem cũng dùng đường đột ô, cũng dùng tính chất của động mạch nối tiếp. Và ta chú ý là ở bài này nói đến hoạt động của đèn, khi nào đèn sáng bình thường, khi nào đèn sáng không bình thường, sáng yếu hoặc là sáng mạnh, thì ta chú ý cái phần so sánh này. Qua bài số 3, hai bếp điện có ghi 220V 1100W và 220V 550W. Câu A, tính cường độ dòng điện và nhiệt lượng tỏa ra của mỗi bếp trong thời gian 2 phút khi lần lượt mắc hai bếp và mạng điện có U bằng 220V. Như vậy cái mạng điện mà có U bằng 220V thì đó chính là hiệu điện thế của đoạn mạch, là hiệu điện thế của nguồn điện. Như vậy em nhìn vào con số này là ta có thể là biết ngay được cái hoạt động của hai cái bếp này. Vì hiệu điện thế của bếp bằng với hiệu điện thế định mức. Như vậy bếp thứ nhất hoạt động bình thường. Tương tự hiệu điện thế ở bếp thứ hai bằng 220V, đúng bằng hiệu điện thế định mức của nó. Như vậy bếp thứ hai cũng hoạt động bình thường. Câu B, nếu mắc đồng thời hai bếp song song với nhau và mạng điện có hiệu điện thế 220V thì tính công dòng điện sinh ra của đoạn mạch trong 10 phút. Câu C, tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong một tháng 30 ngày theo đơn vị joule và kilowatt giờ. Biết rằng mỗi bếp sử dụng 2 giờ mỗi ngày. Như vậy là ở bài này thì thầy nhắc lại về cái cách tính điện năng và suy ra số đếm của công tơ. Phần gợi ý. Ở câu A, tính cường độ dòng điện và nhiệt lượng tỏa ra của mỗi bếp khi lần lượt mắc hai bếp. Tức là câu A là mắc từng bếp vào cái nguồn điện 220V, chứ không phải là mắc đồng thời hai bếp. Nha. Thì em nhìn vào khi mắc từng bếp vào màn điện này thì như hồi nãy thầy đã nói, bếp 1 và bếp 2 hoạt động bình thường vì hiệu điện thế sử dụng bằng hiệu điện thế định mức. Như vậy ta ghi cái điều kiện ra, U bằng U bếp bằng 220V. Từ đó ta suy ra công suất tiêu thụ của bếp 1 bằng công suất định mức của nó 1100W. Tương tự P2 bằng 550W. Có P, có U, ta sẽ tính được cường độ dòng điện qua mỗi bếp bằng công thức Y bằng P chia U. Rất dễ đúng không nè? Thay số ta tính được Y1 bằng 5A. Và tương tự ta tính được Y2 bằng 2,5A. Và ý thứ hai của câu A là tính nhiệt lượng tỏa ra của mỗi bếp trong 20 phút. Thì về cái nhiệt lượng tỏa ra thì ta có đến 4 công thức. Nhưng ở bài này ta nên chọn công thức Q bằng P nhân T là công thức dễ nhất. À, P có rồi, T có rồi. Rất nhiều em khi làm bài tập thuộc một cách máy móc công thức định luật Joule Q bằng Y bình RT. Như vậy có nhiều em là lấy công thức Y bình RT, tức là phải tính thêm cái điện trở của từng bếp rồi áp dụng công thức đó. Làm như vậy cũng đúng, như vậy là sai, nhưng mà nó mất thời gian và phép tính của mình nó sẽ khó đi. Cho nên là việc lựa chọn công thức
phù hợp là các em làm bài tập nhiều, các em sẽ thấy, các em sẽ biết mình ở trên mình đã có được cái gì, thì mình nên sử dụng những cái điều kiện mình đã tính, những cái đại lượng mình đã tính để mình làm cái câu sau. Ta thay vô P bằng 1.100 nhân cho 1.200, em đổi ra dây 1.320.000 xu. Q2 bằng P2 nhân T bằng 550 nhân 1.200 bằng 660.000 xu. À, như vậy là ta đã giải quyết xong câu A. Ở câu B, nếu mắc đồng thời hai bếp song song với nhau vào mạng điện này, tính công dòng điện sinh ra trong đầu mạch trong 10 phút. À, thì những em nào mà thường làm bài tập thì cũng có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là rất trung thành với những công thức đầu tiên mình học, tức là những em đó tính R1, tính R2, rồi áp dụng công thức mạch song song để tính R tương đương, rồi lấy U chia R tương đương để tìm được Y, rồi cuối cùng có Y rồi mới tìm A. À, làm như vậy như thầy nói cũng đúng, nhưng mà nó sẽ dài dòng. Cho nên ta nên lưu ý, khi mà bếp được sử dụng ở hiệu định thế mà đúng bằng hiệu định thế được bức, thì các em nên sử dụng cái P này nha. Nên sử dụng những cái P này, P của bếp 1, P của bếp 2 để tính Y, hoặc thậm chí để tính R tương đương, nó sẽ nhanh hơn so với những công thức. À, lúc trước thì em đã học công thức về R tương đương đó. Như vậy ta sẽ tính được cường độ dòng điện qua mạch chính bằng cách nào? À, Y mạch chính bằng Y1 cộng Y2. Thấy chưa? Như vậy ta đâu cần phải đi tìm R bếp 1, R bếp 2. Ta không cần phải tìm R tương đương, mà ta đã sử dụng cái tính chất là công suất tiêu thụ bằng công suất định mức, và ta đã tính được Y1, Y2 rồi. Cái việc cộng lại thì ta ra được Y mạch chính. Có Y mạch chính, ta tìm được công dòng điện sinh ra của đoạn mạch A bằng U, Y, T. Tất cả đều là có. U bằng 220, Y bằng 7,5, T bằng 10 phút, kem đổi ra giây 990.000 joule. Ở câu C, tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 1 tháng theo đơn vị joule và kilowatt giờ. Nếu mà ta tính theo đơn vị joule thì các em phải nhớ đến những đơn vị đi kèm, đặc biệt là đơn vị thời gian phải tính bằng giây. Mà bây giờ 1 tháng 30 ngày, mỗi ngày mà 2 giờ, như vậy từ cái giờ trong 1 tháng rồi các em phải đổi ra giây, như vậy con số nó khá lớn. Cho nên nếu như đã hỏi tính điện năng mà theo đơn vị joule và kilowatt giờ thì em nên chọn tính theo đơn vị kilowatt giờ trước, rồi mình tính theo đơn vị joule nó sau thì nó sẽ dễ hơn. Và nếu tính theo đơn vị kilowatt giờ thì đương nhiên như hồi nãy thầy đã nói là các em phải dùng công thức A bằng P nhân T. Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày bao gồm của bếp 1 và bếp 2, ta ghi gồm công thức A bằng A1 cộng A2, thay A1 bằng P1 nhân T, A2 bằng P2 nhân T. Cái thời gian này nó giống nhau, vì sao? Vì mỗi bếp sử dụng 2 giờ mỗi ngày. Nha. Hai bếp đều sử dụng 2 giờ hết, cho nên là thời gian sử dụng là như nhau. Và khi tính theo đơn vị kilowatt giờ thì các em phải đổi 1.100W bằng 1,1 kW, 550W bằng 0,55 kW. Thời gian 30 ngày, mỗi ngày 2 giờ, như vậy tổng thời gian sử dụng của mỗi bếp là 60 giờ. Tức ta lấy 2 nhân cho 30. Vậy thay vô A bằng 1,1 nhân cho 30 nhân 2 cộng cho 0,55 nhân cho 30 nhân 2, tổng cộng là 99 kWh. Và muốn tính theo đơn vị joule
thì ta nhớ cứ 1 kWh bằng 36 nhân 10^5 joule, thì em đi việc nhân lên kết quả bằng 3564 nhân 10^5 joule. Suy ra số đếm cùng tờ điện, mỗi số đếm cho ta biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kWh. Như vậy điện năng sử dụng là 99 kWh, thì tương ứng với số đếm là N bằng 99. Nếu như người ta hỏi mình thêm tính số tiền điện phải trả trong một tháng, thì ta sẽ dựa vào số kWh này ta nhân cho số tiền. Tại vì người ta sẽ cho mình biết là 1 kWh là bao nhiêu tiền, thì các em phải dựa vào cái số này chứ không được lấy cái số joule này mà nhân cho số tiền và sai hoàn toàn nhé. Như vậy là vừa rồi, đặc biệt là bài số 3 này, thì các em thấy là hầu như là thầy chỉ sử dụng bài này chỉ sử dụng các công thức về công suất, về điện năng, về nhiệt lượng tỏa ra, không sử dụng định luật ohm. Như vậy cũng phải tùy theo bài. Và thầy nghĩ rằng ba cái bài tập mà thầy vừa ôn cho các em cũng có thể gọi là đủ để các em ôn tập lại toàn bộ các công thức mình đã học. Và thầy mong rằng qua cái tiết tổng kết chương ngày hôm nay, các em ôn kỹ phần lý thuyết để mình làm những cái câu hỏi về lý thuyết. Các em cũng học thuộc các công thức về chương 1 của chương 1 để các em thực hiện cái kỹ năng làm bài tập nó nhanh. Về những cái bài tập về công suất, về điện năng, về nhiệt lượng tỏa ra, tuy rằng công thức nó khá nhiều, nhưng nếu ta học có phương pháp thì các em sẽ dễ nhớ. Thầy lấy ví dụ A bằng T nhân T như vậy, hoặc là đối với định luật Schrödinger, nếu toàn bộ điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng, tức là A bằng Q. Như vậy, các công thức tính công dòng điện, tính điện năng và các công thức tính nhiệt lượng tỏa ra, khi các thiết bị hoạt động toàn bộ điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng đều là một, thay chữ A bằng chữ Q thôi, chứ không có gì khác hết. Còn bây giờ, làm sao để mà thuộc được các công thức tính A, thì ta phải nhớ T bằng U nhân Y. Bắt buộc công thức này em phải thuộc. Rồi các em vận dụng thêm định luật ohm, ta được T bằng Y bình R, T bằng U bình chia R. Như vậy ba công thức này các em ráp vô công thức tính công, chỉ cần nhân thêm cho cái thời gian T. Thì như vậy các công thức mình sẽ liệt kê ra được và không có sợ nhầm lẫn. Đây, như vậy là tiết tổng kết chương của thầy đến đây là kết thúc. Và thầy chúc các em ôn tập kỹ và làm bài thật tốt trong cái đợt kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Thầy chào các em.